mình và gia đình sẽ là một đội và mình cũng chưa biết các cái gì nữa, mình phải lên Google. Còn mình có nhiều người là một đội. Mình với lại gấu là một đội luôn. Mình cũng giống như hai bà kia, chưa biết cái gì nên lên Google cho nó nhầm. Các bạn có thể lên YouTube, các bạn search làm theo mẫu trên YouTube cũng được. Nhưng thời gian chỉ được 30 phút thôi. Rồi gấu cầm cái điện thoại lên bấm giờ cho cô Yến chuẩn bị đến giờ 30 phút nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Gia Hành với Gia Liên chọn được mẫu rồi hả? Dạ. Nhanh lắm cô. Không, ông rồi Hiếu Thịnh với Bảo Long chọn được mẫu chưa? Rồi, ok. Minh Quân với Hành chọn được mẫu chưa? Dạ rồi. Rồi làm thôi. Đó, 1 phút rồi đó nha các bạn nha. Đồng hồ đã quay 1 phút rồi đó. Sao vậy? Có đúng ý không? Đúng một gì làm hai chứ hai người. Ông đừng có làm như vậy rồi. Ông bỏ ra sau đó ông cắt đôi xuống. Tôi đẩy xuống sổ ông. Bully. Mới cắt được cái mắt này. Cái mắt của một biết thôi nè. Cái mắt của mà. Ôi làm cái gì vậy? Mắt Halloween. Ờ rồi làm đi. Đấy đừng làm vậy. Ôi. Trà trong ly này có nước không? Có chừng khéo nha.
Còn bây giờ con không lấy cái mắt, không lấy cái vải dưa hấu ra được, không lấy mấy cái đồ ra được, tại vì sao? Tại vì vậy thôi. Con lấy cái dao nhọn nhọn này này Hân. Hân đổi cái dao cho mình, con có cái đầu mũi nhọn thì mình sẽ dễ khoét hơn. Nhưng mà tôi cha nên sẽ tôi dễ khoét hơn. Làm tới cái công làm gì luôn. Là xong cô đầu tiên con cắt bắt đầu ngày chứ bây giờ con mua người con cắt mua cái này rồi. Thì giờ mình suy nghĩ đi, mình lỡ okay, làm đi. Sai bước mình làm sao đâu. Ừ đấy, mình tự làm sai đâu. Đi, đúng không? À, nhưng mà mọi người nhìn vậy, con mọi người có tưởng tượng nổi không mọi người? Có, vì em thấy hai con mắt với cái mũi hay cái miệng gì vậy? Cái miệng á, có nhìn ra cái miệng con suy nghĩ đó cái mũi. Đêm này làm mình cũng bắt đầu thành hình rồi nè. Hả? Còn hai bạn này là tôi em biết làm cái gì rồi đó. Mẫu này anh nhìn ta vẽ nè. Dạ đi đổ nước cái này cũng được mà. Mình đâu có đổ nước ở đâu. Ê con có. Trời đại này cái miệng hình như chắc bạn đang khoét nó ra chắc xấu lắm nhỉ. Các bạn ơi bây giờ mình sẽ đặt con mắt ở đây nha. Khó các bạn ơi. Con cắt mấy cái da cắt đi. Chị mình sẽ không chơi cái kiểu nhìn nữa, mình sẽ tự làm đi. Khoét chỗ này trước đi chứ tôi đang bị. Đời của hai anh chị, đời của Gấu với Hiếu Thuận xong rồi đúng không? Rồi mình dẹp. Cô đang giải quyết cái vụ này nặng nó đứng không. Rồi mình dẹp hết những cái dưa hấu nào mà ăn được thì cắt bỏ vô một dĩa để lát nữa mình xay. Ăn còn không đứng được. Trời ơi, còn má có mày không chịu đứng thì tôi cho mày nằm luôn. Không đứng cho nó nằm, cho nó nằm xấu lắm. Để nó không chịu đứng. Ông sai rồi, nó ngủ. Mình rửa tay rồi nên nó cũng đây hình ảnh của mình nha các bạn. Điểm không? Ô.
Và cắt cái tâm này. Mấy đợt của con đây dẫn đầu chất lượng. Nếu không biết chất lượng thì nói ra. Mẹo của con. Đây là ba đồ đã hoàn thành xong rồi. Lúc hoàn thành là lúc 29 phút 18 giây. Đồ này cái gì? Đồ này đây là đây là chiếc giỏ là mình tự điêu khắc ra. Và mình có thể ăn nha. Mình tự suy nghĩ ra chứ mình không có xem. Không có xem trên video luôn, tự sáng tạo ra. Có. Đây là đồ của Hiếu Thận và gấu. Tiết tiền. Đây là của gấu, đây là của Hiếu Thận phải không? Dạ. Rồi làm cái gì vậy? Cái này con không biết nữa sao nhỉ? Để con coi trên YouTube con làm theo thôi chứ con không biết là cái gì. Cái này là kiểu trang trí cho mình có thể ăn luôn. Còn như vậy của bạn này ăn không được. Ủa? Đây là của đội Minh Quân và Hân. Các bạn làm cái gì đây? Halloween hình bí ngô. Halloween hình bí ngô. Đầu bí ngô. Đầu bí ngô. Rồi. Nhưng mà mình nhất tưởng tượng ba đây. Nhất tưởng tượng được. Hai bạn này là nhìn trên video làm hay là sao? Đợi làm. Đợi làm. Ấy là nhìn mẫu. Ấy nhìn mẫu thôi. Nhìn mẫu làm theo. Thì có nghĩa là cũng là lấy từ YouTube chứ không phải là mình suy nghĩ ra. Cái này cũng giống như YouTube là nghĩa là cái này là các bạn lấy mẫu từ YouTube chứ không phải là từ mình nghĩ ra đúng không? Dạ. Rồi còn Thiếu Thật với Gấu cũng là từ YouTube chứ không phải từ mình nghĩ ra. Mình là tự sáng tạo. Còn hai bạn này là từ mình sáng tạo không coi trên YouTube được trước tiên được cộng 1 điểm. Yeah. Sáng tạo đúng không? Dạ. Rồi ba bạn này bỏ vô đây. Bỏ hết vô. Thiệt mà các bạn ơi. Mà liếm khoái khóa chị nước miếng Trước khi cô Yến chấm thì cô Yến muốn các bạn hãy tự chấm chéo cho nhau đã. Rồi bây giờ cô Yến xin mời đội chấm cho đội Minh Quân với Hân trước đi. Con là chấm cho đội này bao nhiêu? 9 điểm. Con cho 9 điểm. Đây là điểm của Hân và Minh Quân. Rồi chấm bao nhiêu? 8,5. 9. Chưa tròn 9 lúc 10. Nhưng tròn. Rồi 8,5 với 9 là bao nhiêu cộng lại? Anh nghĩ 5 và 9 thì được 17,5. 17,5, viết vô 17,5. Đi ra 17,5, đổi chưa, chưa. Chấm cho đội của Minh Quân đi nào. Con sẽ chấm cho anh Minh Quân là 8 điểm. 8 với bao nhiêu, con là bao nhiêu? Con hả, con chấm cho anh Minh Quân là 9. 9 với 8 là 17, viết 17 cộng 17. Hai cái này chấm thành 1 thôi. Đội của anh Hiếu Thuận với của Gấu. Giờ cô Yến mời Minh Quân với Gia Hân chấm cho đội của anh Hiếu Thuận với Gấu là bao nhiêu? Chấm cho Minh Thuận Gấu là Minh Quân với Hân. Minh Thuận Gấu là 10. Hân bao nhiêu? Con thì chấm 9 thôi. Là 19. 8 điểm. Rồi 8 điểm. Gia Hân. Em chấm cho là 8 điểm luôn. 16 điểm. Bây giờ là tới lượt của đội bạn Gia Hân với Gia Linh. Mời Minh Quân với Hân chấm trước nào. Hơi nghĩ thầy giờ được 8 điểm rưỡi. 8 với 8 điểm rưỡi là 16 điểm rưỡi. Viết gấu với Hiếu Thần chấm cho đời của Gia Hân Gia Linh đây là được bao nhiêu? Con cho 8 điểm. Tại vì trang trí hơi nhiều nhưng mà mấy cái trái tim con nó cứ là xuống là xuống. Không, con chấm cho 7 điểm thôi.
Rồi 7 với 8. 7 với 8 là 15. Ok. Cô đã chấm cho nhau rồi. Bây giờ là tới lượt cô Yến chấm. Cô Yến chấm cho đồ của Gấu với Hiếu Thần. Nó hoàn thành nhưng mà nó quá đơn giản. Cô Yến chấm cho... Đúng rồi, cô Yến cho 7 điểm. 7 cộng 7. Tiếp theo đội hoàn thành thứ hai là đội bà Minh Quân và bạn Hân. Bạn này làm thì đẹp mà tỉa được hai con mắt bằng nhau hình tam giác rất là đẹp này. Đây là cái mũi này, cái miệng, hai bạn này làm cũng rất là hay. Biết lấy viết chì vẽ lên xong lấy dao rọc. Điểm sáng tạo 1 điểm, trước tiên là cộng 1 điểm sáng tạo. Yes. Và cái độ đẹp với độ khó của Yến cho 10 điểm, cộng 10 điểm. Đây là đội của bạn Gia Hân và Gia Linh. Hai bạn làm cái thuyền hay cái giỏ phải không? Cái giỏ nhưng mà tại cái tay cầm á con. Cái giỏ. Và hai bạn này lúc nãy có nói là hai bạn này là từ mình suy nghĩ ra không hề coi trên YouTube được cộng 1 điểm, cộng 1 điểm sáng tạo vô. Cũng rất là đẹp nha các bạn, rất là công phu nha. Công phu. Có mắt, có mũi này, sáng tạo rất là hay. Cô Yến cũng cho 10 điểm. Cộng 10 điểm. Rồi bây giờ các bạn từ cộng điểm của mình lại với nhau đi. 15 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
Đồi Gia Hân Gia Linh là được 40,5. Đồi của Gấu Hiếu Thần được 42. Đồi của Hân với Minh Quân là được 45,5. Vậy đồi nào thắng nhất vậy các bạn? Thuận ơi, kết thúc video luôn đi Hiếu Thuận ơi. Hôm nay thì chủ đề là cắt tỉa dưa hấu sao cho nó đẹp, nhưng mà do tụi mình làm đơn giản quá nên Quyến cho điểm thấp cũng đúng. Nhưng mà video cũng sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn xem video, các bạn nhớ like, share, đăng ký, nhớ subscribe. Các bạn nhớ chia sẻ cho nhiều bạn bè cùng biết nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.